ông thấy rồi. Dạ. Bắt 10 cầu này, nhưng mà nếu mà ít hết là 10 cầu, nhưng mà thường thường chỉ được 7-8 cầu là đẹp nhất. Dạ. Đi mùa nào là nhiều mật chứ chú? Bắt đầu ăn Tết ở tháng riêng tháng 2. Mua ong mật của Bình Phước từ tháng mấy chú? Từ tháng 12 âm lịch thì nó vào. Dạ. Năm tháng 6 dương. Dạ. 6 tháng mùa nuôi mà 6 tháng mùa. Dạ. Chú hành nghề nuôi ong này lâu chưa chú? Nuôi 7-8 năm rồi. Dạ. Yeah. Vậy là mình nuôi chủ yếu ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước hay là còn các tỉnh khác nào không? Mà chủ yếu Bình Phước mà mùa tràm thì ra miền Trung. Cái bột này là gồm có đậu tương này, đậu lành này, phấn hoa này, giòn này. Ăn để cho nó duy trì đàn, nó đẻ đấy. Vậy là độ 2 tháng nữa mới có mật ha. Một chích đấy, cháu mọi người chích đấy. Không có nguồn nó đi xa. Trung bình mỗi cầu ong vậy là khoảng bao nhiêu con chú? Cầu ong này, thì cái này nhiều lắm. Chú ước được không? Chu kỳ nó sống dài không chú? Nó được khoảng hơn 40 ngày. Ồ có vậy thôi hả? Con này tiếng nó... Nó thế thôi. Nó vùng về vùng mặt khoảng 40 ngày. 40 ngày là nó tự chết à? Ồ vậy thì trong thời gian mình nuôi 6 tháng mật thì là sao? Ý là nó cứ bị nó đẻ ra. À đẻ ra là những con ong kế tiếp là nó tiếp tục làm mật. Chu kỳ nó bay như một vòng đời bao nhiêu chú? Chục mét đấy. À, mét thì nó từ sang về mùa mật, mùa lắm nguồn thì nó bay khoảng tầm 2 km², 3 km². Còn nó không lấy mật thì nó phải bay tới 5 km và mùa này kiếm ăn nó phải tới 4-5 cây số vuông. À